Golf 60. Không lúa này cả nhà. Rồi xuất phát. Cắm đầu. Lúa giống gì vậy cô? Lúa rau nằm hả? Cây vậy 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 trúng hen. Dạ dạ. Vậy là trúng rồi, quá trời rồi. Có đám trúng hả? À, bù qua cắn lợn. Rau nằm người này trúng mà quá trời luôn. Thì lúa trong nằm giống trâu nằm. DC 60. Máy nhỏ nha cả nhà. Đây, lâu lâu quay mới cắt lúa cho cả nhà xem cho nó đỡ buồn nha. Xem mấy cài hoài. Lâu lâu quay mới cắt lúa. Giống này giống trâu nằm. Máy này nhỏ nhất luôn nha, 60. Người ta trồng rồi nè cả nhà, đó. Lên rồi đó. Cái này trồng đứng nha, trồng kim á. Còn bên đây thì đang lúa. Xong vụ lúa này là ở đây người ta cũng trồng mì luôn á. Bên mông còn có đám ngay này à. Cái này là giống 05. Ủa cái gì? Trâu nằm. Còn mì 05 quá. Mùa sau là mì không nha cả nhà, hết lúa rồi. Kia là trồng tràm. Chạy nãy giờ cắt nãy giờ chạy được cũng chục bao rồi cả nhà. Nó còn phỉnh tam giác đó. Chắc cắt được cũng mười mấy bao à. Chục bao rồi đó, chục bao nó đang nằm dưới nè. Đó, 7 bao. Ở dưới kia 3 bao nữa. Rồi trên đây 2 bao nữa. Chắc cũng được mười mấy 20 à. Đó, 11 bao rồi đó. Nó chạy nãy giờ như đây nè. Đó, còn
cũng phỉnh tam giác hết đó. Này chắc được mười mấy hai chục ạ. Rồi mình quay dừng ở đây nha. Quay hoài cô chú chị coi cũng thấy chán. Tạm biệt cô chú chị các bạn nha. Cho cô chú chị các bạn xem một lúa coi mới cài hoài. Bên đây mới chiều gì cũng cài sấu trồng mì luôn nha cả nhà. Rồi bye bye.